Quý vị và các bác, các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, em xin nhiệt liệt đón chào quý vị và các bác, các anh em đang đến với kênh của em Tiến Audio Hải Dương. Thưa quý vị và các bác, các anh em trước cái máy quay, quý vị và các bác đang được nhìn thấy một siêu phẩm đến từ đất nước Anh Quốc. Đây là một đôi loa sản xuất tại nước Anh Quốc, Made in England. Đôi loa này có trở kháng từ 4 đến 8 ohm, công suất 200W một thùng. Dòng này sử dụng hai cái loa bát trầm 20 bát đồng trục được đặt trong lòng thùng. Một cái bát đã ở trên nóc thùng đánh úp xuống và một cái bát ở dưới đáy thùng đánh ngửa lên thoát qua lỗ thông hơi to đúng bằng cái phích. Quý vị và anh em đang nhìn thấy. Và có hai loa chung đường kính là 14 và một loa check. Đây là một siêu phẩm, đó là kit 104 sạc 2 đến từ đất nước Anh Quốc. Dòng này nó không còn lạ lẫm gì trong cửa hàng của nhà em và nó cũng không lạ lẫm gì đối với một số bác đam mê audio. Thưa quý vị và các bác, các anh em, đôi loa trong tình trạng zin đẹp, vuông hòm sắc cạnh, có giá bán 16 triệu 200 ngàn đồng. Em đang phối ghép đôi loa này với lại một chiếc âm ni Piller SA7800 mắc đôi có giá 9 triệu đồng. Thưa quý vị và các bác, các anh em, nói về ba chiếc âm ni thì clip trước em đã giới thiệu rồi và clip này em sẽ không giới thiệu nữa. Và giá bán chiếc âm ni ở trên cùng đó là một chiếc âm ni 7800 mắc đôi có giá 9 triệu đồng anh em nhé. Trước ở dưới 8 triệu đồng bị lai một cái lúm volume. Và 7800 trơn có giá 5 triệu 800. Loa kit 104 sạc 2 trong tình trạng em sẽ quay cho quý vị và các bác, các anh em được nhìn. Cái màu vân gỗ của nó hài hòa, trang nhã, cực kỳ đẹp. Rất đẹp, anh em thấy rất đẹp. Và bây giờ sẽ quay ra phía sau để cho anh em ngắm nhìn. Qua cái máy quay các bác thấy nó rất đẹp đúng không ạ? Tuyệt vời. Kit model 104 sạc 2 Made in England. Dòng này có trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Và anh em đang nhìn thấy cái công suất của nó đề là 200W một thùng loa. Dòng này anh em có thể vừa kết hợp 2 trong 1, vừa nghe nhạc và hát hò karaoke rất hay và tuyệt vời. Anh em có thể nhìn thấy đang trước mắt anh em thì đang hiện diện một cái e căng. Dòng này thì e căng của nó rất là khủng luôn, dày dặn, đẹp, nặng. Đôi loa này rất nặng nhá anh em, chưa chắc một mình đã bê được nó, phải hai người khênh. Anh em thấy không, rất đẹp. E căng của nó dày dặn đẹp. Để đây, nó có hai cái loa bát trầm đồng trục ở trong lòng thùng anh em này. Dòng này không lạ lẫm gì đối với anh em đam mê audio nhé. Các kênh người ta bán rất là nhiều luôn. Đấy. Các kênh bán rất là nhiều luôn nha anh em. Đấy. Bát đồng trục một cái đánh ngửa lên và một cái trên lóc đánh úp xuống, tỏa ra lỗ thông hơi. Bát trầm nhé anh em. Anh em lưu ý nhé. Bát trầm không. Rồi, một bộ sản phẩm đã giới thiệu xong cho quý vị và các bác, các anh em, và cũng đã báo giá. Anh em nào quan tâm sản phẩm thì hãy liên hệ số máy em để trên đầu kênh. Bây giờ mời anh em thẩm âm.
Ok, xin cảm ơn quý vị và các bác các anh em rất nhiều. Quả thật là một âm thanh rất hay trong tầm tiền để sở hữu. Thưa quý vị và các bác các anh em, vì đó là em loa xuất xứ từ Anh Quốc, dòng này quá cao cấp, rất hay. Và giá bán quá rẻ, không ở đâu có, chỉ có bên cửa hàng của nhà em mới có thôi. Thưa quý vị và các bác các anh em, cảm ơn quý vị và anh em đã quan tâm và theo dõi clip của em. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.